27 ngày này, nói dối chồng vào rừng đi vệ sinh, nhưng trong không trung xuất hiện một bức tường không khí. Bất luận cô ấy đi thế nào cũng không thoát ra được, đây là một bộ phim sâu sắc mà chúng ta phải suy ngẫm mới hiểu được. Bỗng nhiên, cô ấy bị vấp vào rễ cây ngã, lúc cô ấy chuẩn bị đứng dậy, phía sau xuất hiện một người đàn ông. Anh ta cầm một chiếc rìu lớn, thật đáng sợ. Lisa bị dọa một trận nhưng anh ta rất nghĩa hiệp nhặt lại giày cao gót cho cô ấy, còn an ủi cô ấy, nhìn có vẻ anh ta cũng không có ý muốn hại cô, đành đưa Lisa vào căn nhà gỗ nhỏ của mình, giúp cô ấy xử lý vết thương. Thì ra, Lisa và chồng lái xe qua khu rừng này thì xe hết xăng, chồng cô ấy đi tìm trạm bơm xăng. Còn cô ấy thì vào rừng đi vệ sinh, nhưng sau đó không thấy chồng quay lại nữa. Lisa cảm thấy thời gian trong khu rừng này không bình thường. Còn Đan lại nói, xe của mình cũng bị hỏng khi đi qua khu rừng này. Kỳ lạ là anh ta đã nhiều lần thử đi ra khỏi khu rừng, nhưng căn bản không có hướng nam, chỉ có đông tây và bắc. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ quay về căn nhà gỗ nhỏ này. Đan đã bị nhốt ở căn nhà này 3 ngày, mà ở đây thứ duy nhất có thể liên hệ với bên ngoài chính là chiếc đài vô tuyến này. Có vẻ không phải là đồ dùng trong thời đại này, tại sao lại có đồ vật này ở đây chứ? Lisa nghe xong càng thêm sợ hãi, cô ấy muốn lập tức ra ngoài tìm chồng, nhưng Đan chỉ vào máy đo nhiệt độ nói. Nhiệt độ ban đêm ở đây chỉ có dưới 5 độ, xem ra chồng cô lành ít dữ nhiều, cộng thêm bây giờ trời đã tối. Lisa nghe xong chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong nhà, quả nhiên nhiệt độ đã từ từ hạ xuống. Lisa đưa Đan ra xe mình lấy chăn, sau đó họ nhóm lửa sưởi ấm mới qua được một đêm. Ngày hôm sau, Đan tiếp tục nghĩ cách, anh ta muốn đổ xăng ở xe mình vào xe Lisa, nói không chừng có thể lái xe rời khỏi khu rừng này. Lúc anh ta lấy xăng xong quay về, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, anh ta bị dọa lập tức nằm bò xuống đất. Thật kỳ lạ, tại sao lại có tiếng súng ở đây chứ? Có vẻ lúc này Lisa cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài nhà. Cô ấy ra ngoài kiểm tra là một cô gái đang nằm sấp trên đất bất động. Lisa lập tức kéo cô gái vào phòng sưởi ấm. Lúc cô ấy tỉnh dậy cảm thấy rất sợ hãi, cầm cành cây bên mình để phòng vệ. Vừa lúc nãy Karen và bạn trai cướp một cửa hàng tiện lợi ở châu Nam Mỹ, trong lúc lái xe tháo chạy đi qua một khu rừng, sau đó xảy ra tai nạn bất ngờ. Lúc cô ấy tỉnh lại đã thấy mình ở đây. Lisa nghe xong càng thấy khó hiểu. Cô ấy và chồng rõ ràng ở Bắc Mỹ, cách Nam Mỹ mấy nghìn cây em, việc này căn bản không thể xảy ra. Họ lớn tiếng cãi vã, đều khẳng định những gì mình nói là thật. Vậy khu rừng này rốt cuộc ở đâu? Lúc này, Dan đã quay lại, Lisa và Karen lập tức chạy đến hỏi anh ta, anh cảm thấy đây là ở đâu? Dan nói tất nhiên là miền Trung châu Mỹ, Lisa và Karen lại nói không phải. Rất nhanh họ từ tranh cãi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, chỉ nhìn đối phương, không dám nói chuyện, xe của họ rõ ràng ở cùng một khu rừng. Tại sao lại cách xa nhau như vậy? Họ đều đã cảm nhận được sự kỳ quái của khu rừng này, họ quyết định không thể cứ ngồi không chờ chết. Cộng thêm việc đồ ăn dự trữ mang theo cũng sắp hết, họ đi cùng một hướng để tìm đường ra. Vừa đi được một lát, bỗng nhiên Karen bị thứ gì đó ngáng chân ngã, họ đến gần nhìn, phát hiện một thứ càng kỳ lạ hơn. Trong một khu rừng kỳ quái không có hướng nam, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa sắt. Dan dùng sức kéo nó lên nhưng không được, anh ta cào lớp lá phủ phía trên ra, phát hiện có một chiếc khóa. Anh ta dùng rìu đập mở khóa, cửa sắt đã được mở ra, giống như một đường hầm. Đan đi xuống trước, hai cô gái đi theo sau. Thì ra đây là một chiếc hầm trú ẩn, có cả đồ ăn đóng hộp và rượu nho. Đúng lúc họ đã nhịn đói mấy ngày rồi, còn chưa vui mừng được bao lâu, ba người Mỹ phát hiện những thứ ở đây đều được viết bằng tiếng Đức. Nhưng rõ ràng họ bị lạc đường trong một khu rừng ở Mỹ. Họ lại lần nữa rơi vào khủng hoảng. May là cha của Lisa là một người Đức, cô ấy có thể hiểu một chút tiếng Đức. Sau khi nhìn bản đồ, cô ấy ngơ ngác. Họ đang xuất hiện một cách kỳ lạ ở Ba Lan, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều. Họ mang theo đồ ăn tiếp tục đi tìm đường ra. Lúc họ ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ đó. Kỳ lạ, rõ ràng họ xuất phát từ căn nhà đó, rồi đi về phía trước, tại sao vẫn quay lại đây? Họ chỉ có thể quay lại căn nhà. Karen lấy ra số tiền mình vừa cướp được, Lisa cũng muốn xem. Trước giờ cô ấy chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Sau đó cô ấy đã cười nhạo Karen, nói đâu toàn là tiền giả. Nhìn kỹ năm in trên tờ tiền, đó là mấy chục năm sau. Karen nghe xong lập tức hỏi bây giờ là năm nào? Lisa nói năm 1962. Karen nghe xong vô cùng căng thẳng. Lisa có vẻ đã hiểu ra gì đó, họ không chỉ đến từ những không gian khác nhau, mà đến thời gian cũng khác nhau. Họ lập tức đi hỏi Dan, năm nay là năm bao nhiêu? Dan không chút do dự nói, tất nhiên là năm 2011. Họ đều ngơ ngác còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng súng. Dan nhìn ra bên ngoài, đó là một binh sĩ, đang cầm súng đi về phía ngôi nhà. Cuối cùng cũng đã có một người khác xuất hiện ở đây. Mấy người họ lập tức chạy ra cầu cứu, nhưng đối phương lại nói tiếng Đức. Bọn họ chỉ biết tiếng Anh nên không thể nói chuyện với đối phương. Lisa cũng không biết quá nhiều tiếng Đức. Binh sĩ dùng bả súng đánh ngất Dan, sau đó trói Lisa và Karen lại. Không lâu sau Dan tỉnh lại, mấy người họ bắt đầu phân tích thông tin. Năm in trên rượu nho là năm 1932. Có hầm trú ẩn, còn có binh sĩ Đức. Rất nhanh họ đã đoán ra đây là Ba Lan trong Thế chiến thứ hai. Mà lúc này mấy người họ đang rơi vào tay một binh sĩ người Đức. Họ chắc chắn không tránh khỏi cái chết.
Binh sĩ đã quay lại, anh ta đưa đan ra ngoài, trói vào một gốc cây. Sau đó quay vào nhà tra hỏi hai cô gái. Họ đều vô cùng sợ hãi. Bỗng nhiên, binh sĩ nhìn thấy dây chuyền trên cổ Karen, trên đó là ảnh của một người phụ nữ. Anh ta trở nên vô cùng kích động, giật chiếc dây chuyền xuống, hỏi cô ấy cái này lấy ở đâu ra. Karen vội vàng nói đó là của mẹ mình để lại. Binh sĩ nghe xong càng thêm tức giận, giơ súng lên định bắn chết Karen. Lúc này, Lisa hét lên nói rằng mình cũng có. Binh sĩ đi đến kiểm tra, quả nhiên giống hệt cái của Karen. Mà kỳ lạ là binh sĩ cũng lấy ra một chiếc dây chuyền giống hệt như vậy. Anh ta nói người được in trong này là vợ anh ta. Lisa ngẩn người bởi vì người phụ nữ trong ảnh chính là mẹ của cô ấy. Lúc này cô ấy đã hiểu, rất có thể họ là người trong cùng gia đình đến từ thời gian khác nhau. Cô ấy muốn biết, Dan có phải cũng có chiếc dây chuyền giống hệt như thế không? Họ đi tìm Dan, anh ta nói mình cũng có. Anh ta dẫn dụ binh sĩ lại gần, sau đó đấm một phát làm binh sĩ hôn mê. Anh ta đã lén cởi trói từ trước. Họ trói binh sĩ lại rồi đưa về căn nhà gỗ. Sau khi thống kê tất cả các manh mối, họ chắc chắn họ là người thân đến từ thời gian và không gian khác nhau, mà mỗi người họ đều có những bất hạnh của riêng mình. Binh sĩ đang bị trói này là người cha, cô gái Lisa này là con gái, Karen là cháu gái, còn Dan là chát. Bốn thế hệ cùng xuất hiện một cách kỳ lạ ở đây, họ còn đều có một chiếc dây chuyền giống hệt nhau. Người trong bức ảnh trên dây chuyền là vợ của binh sĩ, Lisa nói đó chính là mẹ của mình. Lúc cô ấy được sinh ra, cha cô đã hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ hai, mà đứa con cô ấy đang mang trong mình chính là Karen ở tương lai. Karen lại nói, lúc mình sinh ra, mẹ vì khó sinh mà mất, cô ấy đã trở thành cô nhi, sau khi lớn lên bắt đầu đi trộm cướp. Còn Dan thì nói, lúc mình sinh ra, mẹ anh ta vì trộm cắp mà bị tòa án phán tử hình. Tất cả mọi việc đều rất trùng khớp, nhưng họ đều vì cha mẹ mà trở nên bất hạnh. Họ mau chóng cởi trói cho binh sĩ. Lisa dùng tiếng Đức nói với anh ta tất cả sự thật. Binh sĩ miễn cưỡng tin tưởng họ, sau khi bình tĩnh suy nghĩ, họ nghĩ mình có thể xuyên đến đây từ những không gian và thời gian khác nhau. Nhất định là có nguyên nhân, có thể là ông trời cho họ thêm một cơ hội để làm lại. Chỉ cần họ ngăn chặn được cái chết của binh sĩ trong chiến tranh, có thể vận mệnh của mỗi người cũng sẽ vì thế mà thay đổi. Mọi người đều đồng ý làm như vậy, nhưng binh sĩ quyết tâm muốn đi. Anh ta liên miệng nói mình phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc binh sĩ bước ra, Dan liền đuổi theo ngăn cản. Hai người đã xông vào ẩu đả, hai cô gái cũng vội vàng chạy đến giúp. Trong lúc giành giật, bỗng nhiên có tiếng súng nổ, Karen bị bắn trúng, máu chảy không ngừng. Dan mau chóng bế cô ấy về căn nhà gỗ, xử lý vết thương cho cô, sau đó tiếp tục đuổi theo binh sĩ. Dan rất thông minh, lợi dụng quy luật kỳ lạ của khu rừng này, chạy về hướng ngược lại. Quả nhiên đã đuổi được đến chỗ binh sĩ. Binh sĩ vì thực hiện nhiệm vụ đã rút súng ra bắn Dan. Đạn bắn ra xuyên qua cơ thể anh ta, cơ thể Dan biến thành trạng thái trong suốt. Binh sĩ xông đến, Dan đã biến mất trong không trung. Lisa sợ hãi cúi đầu xuống nhìn. Lúc này Karen đã tắt thở. Mẹ đã chết, Dan là con trai tất nhiên cũng không thể sống. Lisa điên cuồng xông về phía binh sĩ. Cô ấy hét lớn, nếu cha chết rồi, vợ của cha, con và cả cháu chắt của cha đều sẽ gặp phải những điều không may. Cuối cùng binh sĩ đã hiểu những gì cô ấy nói. Lúc này máy bay ném bom cũng bay đến. Họ mau chóng chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi máy bay ném bom. Sau một tiếng nổ, Lisa bị hôn mê. Binh sĩ ôm lấy Lisa tiếp tục chạy, rồi chạy vào hầm trú ẩn. Binh sĩ muốn đi đóng cửa, một quả bom phát nổ, anh ta cũng bị thương. Nhưng may mắn anh ta vẫn còn sống. Anh ta lại nhìn về phía Lisa, cô ấy đã biến mất. Sau đó, vận mệnh của họ bắt đầu thay đổi. Tất cả lịch sử cũng sẽ bị thay đổi. Mỗi người cũng dần trở về không gian thời gian sống của mình. Bỗng nhiên Karen vừa mở mắt, cô ấy lại xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng lần này không phải là một tội phạm cướp giật, mà là một phu nhân nho nhã. Cô ấy và mẹ đang đi giải cho cốt của ông ngoại ra biển. Cuộc đời của họ vì thế mà thay đổi. Đúng vậy, quỹ đạo cuộc sống biến đổi không ngừng. Có thể một quyết định của bạn, thậm chí một hành động nhỏ, đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con cháu đời sau. Vì thế lúc còn ở bên cạnh nhau, hãy dành cho người thân của mình những gì tốt đẹp nhất.